Chào mừng quý khán giả đến với bản tin bóng đá tổng hợp sáng thứ bảy ngày 29 tháng 6 của Yêu Bóng Đá Phai Gôn. Sau đây là những tin tức bóng đá nóng hổi vừa cập nhật sau hôm nay với tâm điểm là Euro và tình hình các câu lạc bộ bạn yêu thích. Tuyên Đức đón tin vui trước thêm trận đấu gặp Đan Mạch. Cụ thể, trung vệ trụ cột Antonio Rudiger của Die Mannschaft mới đây đã tập luyện trở lại bình thường sau khi dính chấn thương đùi trong trận hòa Thụy Sĩ 1-1 ở lượt cuối vòng bảng. Ngôi sao Real Madrid hoàn thành trọn vẹn doán của ban huấn luyện đề ra và cho thấy tín hiệu sẵn sàng ra sân trong trận đấu gặp Đan Mạch tại vòng 1/8 Euro 2024. Đây là thông tin rất vui với đội tuyển Đức. Chuyên môn của Rudiger đã được kiểm chứng. Cầu thủ 31 tuổi vừa trải qua mùa giải thành công cùng Real Madrid với hai danh hiệu La Liga và Champions League. Trước đó, đội tuyển Đức đã mất Jonathan Tah trong trận đấu gặp Đan Mạch. Với chiếc thẻ vàng phải nhận trước Thụy Sĩ, cầu thủ sinh năm 1996 bị treo giò do đã nhận đủ số thẻ phạt. Nico Schlotterbeck nhiều khả năng sẽ là người thay thế vị trí của Tah chơi bên cạnh Rudiger. Kai Havertz ngồi dự bị trong trận gặp Đan Mạch. Diễn biến buổi tập mới nhất của đội tuyển Đức cho thấy huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ có những thay đổi ở vị trí trung phòng cắm trong trận đấu gặp Đan Mạch. Theo đó, Kai Havertz dù được huấn luyện viên tin tưởng ra đá chính hết vòng bảng, tuy nhiên những dấu ấn anh để lại là khá nhạt nhòa. Không ít cổ động viên tuyển Đức vì thế đã kêu gọi huấn luyện viên Julian Nagelsmann để chiến sút số 7 dự bị trong những trận đấu tới. Và huấn luyện viên Nagelsmann cũng đang cân nhắc điều này trong quá trình chuẩn bị cho trận đấu với Đan Mạch. Trong buổi tập mới nhất, ông yêu cầu các học trò tập luyện ở vị trí trái sở trường. Chỉ có Nicolas Fulcrux là ngoại lệ. Trong cả buổi tập, chân sút của Dortmund được bố trí đá trung phòng cắm như sở trường. Huấn luyện viên Nagelsmann cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho cậu học trò. Nhiều khả năng tiền đạo số 9 sẽ được trao cơ hội đá chính trong trận đấu gặp Đan Mạch sắp tới thay vì Kai Havertz. Kobbie Mainoo sẽ đá chính trước Slovakia. Tính đến thời điểm hiện tại của Euro 2024, huấn luyện viên Gareth Southgate vẫn chưa tìm được sự lựa chọn ưng ý ở khu vực giữa sân. Trong bối cảnh tuyển Anh đang gặp khó khăn trong việc xác định lối chơi, tờ The Telegraph đưa tin rằng Mainoo sẽ đá chính từ đầu trong trận đấu với Slovakia ở vòng 1/8. Theo đó, huấn luyện viên Southgate hài lòng với màn trình diễn của sao trẻ mù trong hai lần vào sân thay người trong hai trận đấu ở Euro năm nay. Trước đó, cầu thủ 19 tuổi chưa nổi bật trong áo Man United và là lựa chọn hàng đầu của huấn luyện viên Erik ten Hag ở tuyến giữa trong giai đoạn lượt về của mùa giải. Mainoo thậm chí có màn trình diễn tuyệt vời trong trận chung kết FA Cup tại Wembley, ghi bàn thắng quyết định giúp MU giành chiến thắng 2-1. Anh cũng giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Foden hội quân trở lại với đội tuyển Anh. Phil Foden đã trở lại tập trung cùng đội tuyển Anh để chuẩn bị cho trận đấu với Slovakia ở vòng 1/8 Euro 2024 sau khi trở về nước để đón người con thứ ba của anh ra đời. Tiền vệ thủ biên chế Manchester City được huấn luyện viên Gareth Southgate cho phép về Anh để giải quyết việc gia đình sau trận đấu cuối cùng vòng bảng với Slovenia. Foden dự kiến tham gia buổi tập kín của tâm sư vào hôm qua, 28 tháng 6. Foden là cầu thủ hay nhất ngoại Anh 2023-2024, nhưng chưa đáp ứng kỳ vọng tại Euro 2024. Anh được huấn luyện viên Gareth Southgate bố trí đá cánh trái tuyển Anh trong sơ đồ 4-2-3-1. Những điểm mạnh nhất của Foden như là khả năng dây dắt, sáng tạo và dứt điểm không phát huy được trong 3 trận đấu ở vòng bảng. Southgate hy vọng việc được trở về nhà đón con trai mới ra đời sẽ giúp cầu thủ 24 tuổi giải tỏa tâm lý. Italia khủng hoảng hàng thủ trước trận gặp Thụy Sĩ. Đương kim vô địch Euro Italia đối mặt với bão chấn thương và thẻ phạt trước trận đấu với Thụy Sĩ tại vòng 1/8. Trung vệ Riccardo Calafiori chắc chắn vắng mặt vì án treo giò. Trong khi đó, Alessandro Bastoni chưa chắc ra sân do bị sốt. Khả năng ra sân của hậu vệ cánh Federico Di Marco cũng bỏ ngỏ sau khi dính chấn thương bắp chân ở trận đấu gặp Tây Ban Nha. Huấn luyện viên Luciano Spalletti đang phải đau đầu với bài toán nhân sự. Ông nhiều khả năng sẽ phải từ bỏ sơ đồ 5-3-2 quen thuộc để chuyển sang sơ đồ 3-4-2-1. Dự kiến sẽ có tối đa 5 sự thay đổi cho đội hình xuất phát của Italia so với trận đấu gặp Croatia. Ferran Torres, Yamal đáng bị cấm thi đấu. Trong bài phỏng vấn độc quyền với báo Anh Guardian hôm 27 tháng 6, tiền đạo Tây Ban Nha Ferran Torres khi được hỏi về Lamine Yamal, đàn em mới 16 tuổi nhưng giành suất đá chính và gây ấn tượng mạnh tại vòng bảng Euro 2024. Torres giả vờ nghiến răng trả lời: "Lẽ ra phải cấm cậu ta thi đấu mới đúng. Không thể tin nổi những gì thằng nhóc 16 tuổi này thể hiện." Rồi kết thúc bằng điệu cười to. Yamal vẫn phải làm bài tập về nhà của các giáo viên và vừa biết tin đỗ tốt nghiệp trung học Tây Ban Nha khi đang cùng đội tuyển dự Euro 2024. Tiền vệ cánh này được huấn luyện viên Luis de la Fuente xếp đá chính trong hai trận đầu toàn thắng Croatia 3-0, Italia 1-0 trước khi làm dự bị trận cuối. Với Yamal và Nico Williams ở hai biên, Tây Ban Nha đang lột xác so với các giải đấu lớn gần đây khi chơi tấn công tốc độ, trực diện và phóng khoáng hơn, như Torres nhìn nhận. Cầu thủ Hà Lan đi bơi,
huấn luyện viên của Oman đánh golf trước vòng 1/8. Sau trận thua Áo 2-3, các cầu thủ Hà Lan đã có một ngày nghỉ ngơi, thư giãn bên gia đình và bạn bè. Hình ảnh các cầu thủ vui đùa trong bể bơi tại khách sạn Ritz-Carlton được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hai thủ môn Justin Bilow, Mark Flecken và các hậu vệ Mickey Van Der Ven, Mathieu De Ligt và tiền đạo Joshua Zirkzee hào hứng nhất khi liên tục nhảy xuống bể bơi. Trong khi đó, tiền vệ Shai Verman lại lựa chọn chơi đùa cùng con nhỏ trên sân thượng. Thủ quân Virgil van Dijk và Nathan Ake thì dành thời gian dạo chơi tại trung tâm mua sắm The Shiner Outlet Gunsburg cùng Brian Broby và Steven Bergwijn. Huấn luyện viên Ronan Koeman thì đi đánh gốc cùng giám đốc kỹ thuật Nishan De Jong và hai học trò Cody Gakpo, Denzel Dumfries. Arsenal chốt tương lai của Mikel Arteta. Trong bối cảnh giao kèo hiện tại giữa đội bên sắp đáo hạn, vị chiến lược gia người Tây Ban Nha và ban lãnh đạo Arsenal đang ngồi lại đàm phán hợp đồng mới. Đại diện Bắc London hy vọng có thể tiếp tục gắn bó với nhà cầm quân 42 tuổi. Điều này được Fabrizio Romano tiết lộ trên sóng podcast The Debrief. Nhà báo người Italia chia sẻ: "Tôi nghĩ là sẽ sớm thôi. Arsenal đã có một số cuộc nói chuyện với người đại diện của Mikel Arteta và mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Arteta đang rất hạnh phúc ở Arsenal, trong khi ban lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng vào dự án hiện tại và tương lai. Họ không cần vội vàng, nhưng mọi thứ rồi sẽ đâu vào đó." Emmanuel Petit tiến cử 3 chữ ký lý tưởng cho Arsenal. Arsenal sẽ tiếp tục bổ sung đội hình, tăng cường nhân sự ở hè 2024. Pháo thủ cần chiều sâu đội hình lý tưởng nhằm cạnh tranh trên nhiều mặt trận khác nhau. Cựu danh thủ Emmanuel Petit mới đây đã đề xuất 3 chữ ký trong mơ dành cho Arsenal. Bản hợp đồng trong mơ của Arsenal vào mùa hè này sẽ là Nico Williams. Cô ấy đã gây ấn tượng với tôi rất nhiều tại Euro 2024, đặc biệt là trong trận đấu gặp Ý. Tôi nghĩ trận chơi này có thể có tác động rất lớn đối với Arsenal. Pháo thủ cũng cần xem xét chiêu mộ Victor Osimhen ở Napoli. Cô ấy có tất cả những phẩm chất cần thiết để phát triển. Cuối cùng, tôi rất thích xem Ricardo Calafiori thi đấu tại Euro 2024. Calafiori mạnh mẽ, có tốc độ, rất năng nổ, còn trẻ, và bạn có thể thấy về mặt tinh thần, cô ấy cũng rất mạnh mẽ. Arsenal sẽ là bến đỗ tốt cho cậu ấy. Sau đây là một số tin vắn đáng chú ý trước khi kết thúc bản tin hôm nay. Arsenal đón tân binh đầu tiên hè 2024. Arsenal đã vượt qua Real Madrid trong cuộc đua giành chữ ký của thủ thành Juan Garcia Espanyol. Người gác đen 23 tuổi này về cơ bản đã đồng ý cập bến Emirates và sẽ trở thành tân binh đầu tiên của huấn luyện viên Arteta trong phiên chợ hè năm nay. Pháo thủ buộc phải mua thủ môn mới vì xác định để Aaron Ramsdale ra đi. Magill vượt qua bài kiểm tra y tế. Nhiều nguồn tin uy tín khẳng định tài năng trẻ người Tây Ban Nha chuẩn bị cập bến Chelsea. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận Magill đã hoàn thành bài kiểm tra y tế ở The Blues. Cầu thủ 18 tuổi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến tháng 6 năm 2030 với Chelsea. The Blues sẽ sớm công bố chính thức thương vụ. Man United đàm phán chiêu mộ Lenny Choro. Theo Fabrizio Romano, Man United là một trong những đội bóng đàm phán trực tiếp với Lille về thương vụ Lenny Choro. Romano cập nhật tình hình. PSG, Liverpool và cả Man United đã gọi điện cho Lenny Choro trong 24 giờ qua để xác nhận sự quan tâm thực sự của họ. Vì vậy, hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Chelsea chia tay Omari Hutchinson. Theo SITC, Chelsea có khả năng bán Omari Hutchinson ở mùa hè 2024. Tân binh Premier League Ipswich Town mong muốn có sự phục vụ của sao mai 20 tuổi. Chelsea định giá Omari Hutchinson vào khoảng 20 triệu bảng. Man United báo giá khủng của Rashford. Theo The Times, Man United sẵn sàng bán đứt Rashford ở hè 2024 nếu nhận được con số hơn 70 triệu bảng Anh trên bàn đàm phán. Kịch bản chân sút người Anh rời Old Trafford hoàn toàn có thể xảy ra. Trên đây là tất tần tật bản tin bóng đá ngày 29 tháng 6 với những nội dung nóng liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của bóng đá Phai Gôn. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng các anh em nhé.